Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay lại với kênh của mình. Tết sát đít rồi nha anh em. Anh em có chuẩn bị dao để Tết mình xài gia đình chưa? Nếu chưa, hãy đến với An Gia Store. Hôm nay mình lên một cái clip. Và đặc biệt cái clip này mình chỉ bán từ Bình Thuận đến Cà Mau thôi. Và mình sẽ chuyển phát nhanh. Vì bưu điện họ không nhận chuyển phát ra ngoài miền Trung hoặc miền Bắc nữa rồi. Và đặc biệt thì anh em hôm nay có thể đến tới nhà mua, vì mình ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn sau ngày thứ bảy hôm nay thì mình chỉ nhận đơn ở Hồ Chí Minh thôi, mấy tỉnh khác thì họ cũng ngưng nhận hết rồi, nên anh em có thể tranh thủ nha. Hôm nay mình sẽ lên cái video khoảng 12 cây dao. Dao này đã được mình vệ sinh sạch sẽ và mài bén, anh em mua về là dùng ngay, khỏi phải làm gì, Tết rồi làm gì nữa đâu, Tết chỉ việc sử dụng thôi. Rồi, anh em mua thì chuyển khoản nha, tại vì sát Tết rồi, nó không có thu COD nữa đâu. Ở trong thành phố thì giao hàng nhận tiền được, rồi tỉnh thì thua rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu nha. Cái số 1 nè. Số 1 một cây Usuba Mini khâu sừng, nhưng mà nó mài hai mặt, ba lớp thép của hãng Aritsugu. Cái này dài 10 cm, lưỡi rộng là 2.8 và dày 2 mm, giá là 450.000 bao ship. Cái này khâu sừng Aritsugu là hãng nổi tiếng rồi. Cái này cây nhỏ nhưng nó rất là đa năng, anh em có thể mua về tỉa rau củ, gọt trái cây hoặc là cắt chầu cho ngoại á. Giờ ăn chầu ha. Mình mài rất là bén này, sưu tập cũng ok, cây này rất là hiếm. Đó giờ được có hai cây nè, còn cây dưới bàn, nữa. Rồi, cây số 1 450.000 bao ship. Cây số 2 cũng tương tự luôn, cây này thì mình không có tra hãng đó, nó cắt hai bên luôn nè. Bên này thì hơi mờ, hơi cạn. Chẳng sáng quá, nó chói quá. Cái này cũng khâu sừng luôn. Cái này dài 10, bản rộng là 3 cm và dày 2 mm. Cái này cũng 450.000 bao ship. Cái số 2. Anh em nào ở khu vực miền Trung hoặc miền Bắc, nếu mà muốn mua thì có thể là đặt cọc hoặc chuyển khoản gì đó, rồi qua Tết mình sẽ ship nha. Chứ trong này trong Tết là thua rồi, không có ship được nữa. Rồi cây số 3, cây Santoku rèn thủ công, ốp không gỉ lõi carbon. Cây này còn khá là mới, nguyên tem. Chiều dài là 16.5, bản rộng là 4.5 và dày gốc là 4 mm, và nó thon về mũi là chỉ còn 1.4 mm thôi. Giá là 650.000. Cây số 3. Mài rất là bén này. Rồi cây số 3 650.000 bao ship. Bữa này bị nghẹt nghẹt mũi nữa, sát Tết còn bệnh. Rồi cây số 4, một cây Gilto 18 cm, 18.5 luôn, ốp không gỉ lõi carbon. Dòng này xài rất là đã nha. Lúc này mình làm biến tra hãng lắm, nhiều quá họ đóng dập kiện rồi khắc logo đủ thứ hết. Cây này dài 18.5, bản rộng là 4.5 và dày 0.25 mm, hay không 2.5 mm chứ. Giá là 650.000 bao ship luôn. Cái số 4 Gito. Mài mới được nhiêu đây thôi, không có mài chẻ tóc, cắt tóc gì đâu. Nhiêu đây là đủ xài, quá đủ xài luôn à. Mài chẻ tóc chỉ để biểu diễn thôi nha anh em.
vì mà chẻ tóc cái mép nó rất là mỏng và anh em sử dụng nó rất là dễ bị cong mép và bị mẻ nữa. Rồi cây số 4, 650.000 bao ship luôn. Cây số 5 tương tự, 650.000 bao ship. Cây này của hãng Hirotomo, có hình con ngựa nè. Mình chỉ quen mắt, quen cái mặt chữ rồi mình thấy mình biết thôi, chứ mình cũng không rành tiếng Nhật đâu. Nhiều anh em cứ hỏi mình hãng nào cũng mình cũng không biết hết. Rồi cây này là 18 cm, rộng 4.4 và dày 0.2, dày 2 mm, cũng 650 bao ship luôn. Cây số 5. Cây số 6 cũng cây Yuto 24, chứ một cây này 24, ghi nhầm 18 mà. Cây này có hãng Ichimonji nha anh em, thép không gỉ, thép của Thụy Điển, dài tới 24 cm, là khoảng rộng 4.4 và dày 2 mm, giá là 1.200.000. Cây số 6. Rồi, cây số 6, 1.200.000 bao ship, một cây Gyuto 24 cm, thép của Thụy Điển. Cây số 7, Venakiri, 3 lớp lõi carbon, rèn thủ công, giống búa nè anh em. Cây này dài 16, rộng 5 và dày 2 mm, giá 650.000. Cây số 7, bao ship nên anh em dùng thái thịt rau củ rồi đó. Mình chỉ cắt giấy giỏi thôi chứ cắt thực phẩm mình dễ ẹt à, ít nấu ăn lắm. Rồi, cây số 7, 650.000 bao ship. Cây này số 8, Nakiri, giá 700k, dài 16 cm và rộng 5.6, ở gốc nó dày tới 5 mm, là nè, giảm xuống cái ngọn còn 1.4 mm. Đang quay video có cuộc gọi cái ngắt ngang, giờ mình phải ghép lại nữa. Rồi, cây số 8, 700k bao ship. Cây số 9 là cây Nakiri của hãng Kia. Cây này sử dụng thép giấy xanh, nó có dập ở đây nha anh em. Cây nào biết gõ thép thì mình nói, còn không biết gõ thì mình cũng không dám nói. Cây này dài 15, bản rộng là 5.1, dày là 0.4 đến 0.1 mm, giá là 1.200.000. Bao ship cây số 9. Này, cái số 10, một cây Nakiri khâu gỗ ổn định. Cây này thép không gỉ hết luôn nha anh em, ba lớp lõi không gỉ, ốp không gỉ luôn.
Cái này dài 16, bản rộng là 5.3, dày 0.3 đến 0.1 mm, giá cũng 1.200.000 luôn. Giá đã bao ship rồi nha. Rồi ok, cây số 10, 1.200.000 bao ship. Cái này là đường xước của hãng, mình để luôn chứ mình không có bỏ nha. Cây này còn khá là mới, logo họ dập hơi cạn nhưng mà thấy gắn rất là tốt. Rồi cây số 11, một cây đề ba khâu sừng, dài 15, rộng 4.9 và dày 7.6 mm, giá cũng 1.000.000. Cây này của hãng Kikuchi, hãng này khá là nổi tiếng. Rồi, cây cuối cùng của clip ngày hôm nay cũng là cây cuối cùng của năm nay, cũng đề 35 cm, dày rộng 4.8 và dày 8 mm, giá cũng 1.000.000 luôn. Cây số 12, cái này còn có dập là cao cấp nè nhưng mà không biết thép gì. Rồi cây số 12, 1.000.000 bao ship. Rồi video của mình đến đây là xin kết thúc. Anh em mua hàng thì liên hệ với mình theo số điện thoại trên tiêu đề. Đừng quên subscribe kênh của mình để cập nhật những video mới nhất. Và cuối cùng mình xin chúc tất cả các anh em đã theo dõi và ủng hộ của mình suốt thời gian qua, cũng như chúc anh em một năm mới vạn sự như ý. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.